cô xin chào tất cả các bé. Hôm nay chúng ta cùng học bảng chữ cái nhé. A, chữ A. A, Á, chữ Á. Á, ớ, ớ, chữ ớ. Bờ, bờ, chữ bờ. Cờ, cờ, chữ cờ. Giờ, giờ, chữ giờ. Đờ, đờ, chữ đờ. E, chữ e. Ê, ê, chữ ê. G, g, chữ g. Hò, hò, chữ hò. Y, y, chữ y. Ca, ca, chữ ca. L, l, chữ l. M, m, chữ m. N, n, chữ n. O, o, chữ o. O, o, chữ o. Ơ, ơ, chữ ơ. P, p, chữ p. Quy, quy, chữ quy. R, r, chữ r. S, s, chữ s. T, t, chữ t. U, u, chữ u. Ư, ư, chữ ư. Vờ, vờ, chữ vờ. Sờ, sờ, chữ sờ. Y, y, chữ y. Như vậy, chúng ta vừa học xong bảng chữ cái rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.